Ủy ban Nhân dân huyện Văn Bàn tổ chức hội nghị tập huấn các quy định mới về chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao cho trên 200 đại biểu là cán bộ các xã, thị trấn, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ hòa giải thôn, tổ dân phố. Tại hội nghị, đại biểu đã được tập huấn chuyên sâu 7 chuyên đề về triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hướng dẫn cách tính điểm các tiêu chí, điều kiện thẩm quyền công nhận, thời hạn đánh giá, quy trình đánh giá công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và những điểm cần lưu ý. Hướng dẫn nội dung liên quan tổ chức đánh giá công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Ngay tại hội nghị, những khó khăn vướng mắc tại cơ sở đã được các báo cáo viên tháo gỡ, giúp các đại biểu nắm chắc các nội dung, cách thức thực hiện quy định chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới.